biết được cái địa chỉ nào chắc chắn để em cho anh. Hello, xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Để trở lại với cái kênh Bầu Trời Texas ở đây thì hôm nay em đi chia sẻ những cái đoạn video nói về những người Việt Nam vô gia cư. Thì hôm nay em có đi ghé thăm anh Đức mà mấy tuần trước, anh Đức mà người vô gia cư mình mấy tuần trước mình có chia sẻ cho cô bác anh chị. Thì hôm nay cùng em đi thăm anh Đức có cái cuộc sống vô gia cư, thì cùng em đi chia sẻ cho cô bác anh chị và các bạn. Thì đây là cái công đoạn mà em muốn chia sẻ cho cô bác anh chị và các bạn. Thì ở đây là một cái kêu là một cái tòa nhà mà người ta bỏ hoang đó cô bác anh chị. Thì đây là cái quang cảnh mà em muốn chia sẻ cho cô bác anh chị xem một cái đoạn video. Thì em cố tình em biết được cái anh Đức mà mấy tuần trước mình có gặp anh Đức ở đây, thì ảnh sống ở trong cái khu nhà bỏ hoang. Thì thì đây là cái cảnh mà anh mình muốn chia sẻ. Hello, chào anh Đức. Wow, hello anh Đức. Dạ, chào anh. Chào anh. Cứ ngồi bình thường anh Đức. Dạ, dạ ngồi ngồi cứ ngồi bình thường để em hỏi thăm anh Đức, lâu quá rồi không dạ, có gặp anh Đức. Dạ. Dạ, trước hết anh được gặp lại anh. Dạ, anh Đức ơi, mấy tuần nay thì em không có đi tìm anh Đức thì dạ, cho em xin phép hỏi thăm anh Đức là mấy tuần nay anh Đức có khỏe không anh Đức? Dạ, thưa vẫn khỏe anh. Dạ, em cũng mong muốn được anh đến để quay chương trình We Good để gửi đến khán giả xem đài và quý mạnh thường quân. Dạ, hôm nay được gặp em rất là vui mừng, em rất là khỏe. Thì em cũng xin lỗi anh là ví dụ như anh muốn tìm em thì anh cũng phải chịu khó anh đi tới đi lui, chứ em không có ở được một chỗ cố định anh. Dạ, anh thấy khi em ở dưới cầu còn bị đuổi thì em chạy lên đây, còn phải bị đuổi em chạy đi nơi khác. Dạ, thì sống ở đất Mỹ thì nó phải vậy, nó không có chỗ được cố định. Cho nên... Dạ thì trở lại với cái kênh YouTube Bầu Trời Texas USA thì hôm nay em được đi thăm cái anh Đức mà mấy tuần trước em có chia sẻ cho cô bác anh chị. Thì theo em thấy là ở đây là một cái tòa nhà mà của người ta đang cất dở dang phải không anh Đức, là anh dạ, cứ chuẩn bị người ta làm cho cái nhà kho cho xích xích lời xích vô chút xíu anh Đức, lùi lại chút xíu. Dạ rồi, ok. Thì đó thì cô bác anh chị ơi, anh Đức ảnh đây là một cái nơi mà anh Đức ảnh cư ngụ. Thì thì lâu lắm rồi em không có gặp được anh Đức. Thì mấy tuần nay anh Đức vẫn khỏe hả anh Đức? Dạ thưa, cảm ơn anh. Cuộc sống của anh như thế nào thì có thể chia sẻ cho cô bác chị xem được Mạnh Thường Quân biết được là dạ, cuộc sống của anh cuộc mấy tuần nay thì nó cũng bấp bênh như thường lệ vậy đó. Thì đi xin thì có bữa được bữa không. Dạ thì đôi khi có bị thời tiết trục trặc thì em cũng có bị vấn đề hơi trở ngại, cho nên hôm nay được chương trình quay YouTube này em được có lời tâm sự để nhắn đến quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả khán đài, làm ơn thương xót mỗi lần đón giúp em, cho em chân cơm manh áo cho em có được sự ưu đãi và sống có sự hy vọng hơn. Dạ, chứ em thì rất là bất mãn, bi quan. Sau khi em đã đi chọn con đường của em, em biết là em lộn rồi. Nhưng nay thì tuổi đời của em gần 60 rồi, sức khỏe với tuổi đời cũng không còn. Em không còn được xin đi làm nữa, ngoài cách ra em chỉ có đi xin thôi. Bây giờ sẵn chương trình có anh đến đây thì cho em tâm tình, tâm sự nói qua với Mạnh Thường Quân, với quý khán giả hàng đài có thương xót cho đời em. Cảm ơn cho em xin chân cơm manh áo để em có sự yêu đời hơn. Cảm ơn quý khán giả. Dạ, cô bác anh chị ơi, thì cô bác anh chị nhớ cái anh Đức này không? Thì lâu lắm rồi em không có đến thăm anh Đức. Thì hôm nay em kêu là cố tình em đi thăm anh Đức. Thì cuộc sống kêu là vô gia cư mà cô bác anh chị thì sống đây mai đó, thì ở đây là một cái chỗ mà cái nơi mà cái nhà kho của người ta đang cất dở dang. Thì
thì ảnh dùng cái nơi này để ảnh tạm trú, ảnh ngủ qua ngày qua đêm gì đó cô bác anh chị. Thì đây là cái đoạn video, thì cô bác anh chị nào có vô tình xem qua cái video của em thì nhớ đến chỗ này, hoặc là ở ngoài đường Bao Le thì chợ Hồng Kông đó cô bác anh chị, thì cô bác anh chị nào có thời gian thì đến đây giúp cho anh Đức được cái gì thì anh Đức rất là vui. Thì đây là cái video em chia sẻ cho cô bác anh chị xem để biết được những người Việt Nam ở bên nước Mỹ có cái cuộc sống rất là khó khăn. Thì thì trở lại với anh Đức thì nghe nói là thời xưa đó, thời còn trẻ thì nghe nói là anh hơi bồng bột thì anh đi sai đường, thì bây giờ anh mới ra cái là sinh ra cái nông nổi mà là kêu là cái hoàn cảnh như thế này, mất kêu là mất cái tương lai. Thì thì anh có thể nào anh nói thêm về cái cuộc sống của anh? Thì em cũng có lời nhắn gửi cho Mạnh Thường Quân và quý khán đài, dạ làm ơn thương xót giúp giùm cho em. Chứ nay thì sức khỏe em mong muốn được đi làm lắm, nhưng mà cái cơ hội đi làm nó không còn nữa. Thì người ta chỉ muốn cho những người dưới 50 tuổi hoặc là có sức khỏe lành lặn, còn em thì nay bệnh mai đau, sức khỏe cũng đã kém rồi, nhưng mà tuổi đời cũng lớn rồi cho nên không có được xin đi làm, chỉ ngoài cách đi xin thôi. Chị mong rằng quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả trên đài rộng lòng thương xót và giúp được cho em xin chén cơm manh áo, cho em được có sự đi lại nhiều hơn. Và em chân thành cảm ơn quý khán giả trên đài, quý Mạnh Thường Quân. Cho em hỏi là có các mạnh thường kia là một số bình luận, bọn người ta để bình luận ở trong cái video của em mấy lần trước, thì người ta có nói là giúp thì giúp kia là giúp như thế nào để giúp như thế nào để cho anh Đức có cái cuộc sống, hoặc là có thể là anh Đức muốn thay đổi lại cái cuộc đời cuộc sống của anh như thế nào, dạ, như thế rất, nào rất là mong muốn. Nếu như quý Mạnh Thường Quân với cái hàng này có được cơ hội, có được việc làm giúp được cho em bất cứ ở nơi nào, dạ cứ việc liên lạc qua dạ ông anh đây, rồi ông anh đây sẽ nhắn gửi lại cho em. Dạ em với điều kiện là tiền bạc đối với em là em không có dám đặt điều kiện đòi hỏi và không có cần thiết. Em chỉ mong rằng em được có cái chỗ ngủ và có chỗ ngủ và có cơm ăn và cho người ta có cuộc sống nó lành lặn hơn, cho đỡ được xấu hổ của dân tộc Việt Nam mình hơn. Chứ em biết em qua đây em lỡ em đi động đường em làm vậy thì em bỏ xấu cho người Việt Nam quá đi. Em cũng không có đành lòng làm vậy, nhưng mà hoàn cảnh nó đã ép em rồi, tại vì em không có được đi làm anh. Chứ ngoài ra còn ở đây thì không có ai giúp được, chỉ cứ mong rằng được sự cầu cứu của quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả trên đài, làm ơn thương xót nhớ, làm ơn giúp giùm. Nếu như có lòng giúp được cho em một sen em cũng quý, một miếng cơm em cũng quý, cứ chuyển thẳng qua cho ông anh đây, ông anh chuyển về cho em. Dạ đó đó là cái lời chia sẻ thật lòng của anh Đức. Thì rất là cảm ơn anh Đức đã có cái lời kêu là chia sẻ cuộc sống khó khăn của anh Đức. Thì em chỉ mong cô bác anh chị mà có xem được cái video của em thì bỏ lòng thương xót để giúp cho anh Đức được một cái chén cơm sống qua ngày. Thì anh Đức chỉ cần cô bác anh chị nào mà có cái lòng mà giúp đỡ cho anh Đức thì anh nói là anh sẽ đi đi làm để, để dùng cái sức của anh Đức để làm ra cái đồng tiền để sống qua ngày đó cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị nào mà có cần anh việc làm thì cứ alo cho em sẽ để cái số điện thoại trên cái màn hình của cái video. Thì trở lại với anh Đức, hôm nay thì em thấy anh thấy khác, giống như già hơn mấy lần trước, thấy giờ giống như là tóc tai nó hơi già thì dạ, thấy cũng cần phải dọn dẹp thay, dạ, làm còn lại già cho nên hơi bê bối quá. Dạ thì cô bác anh chị nhớ anh Đức này không, thì anh có cái cuộc sống rất là khó khăn đó. Thì em rất được mong muốn được quý Mạnh Thường Quân và quý các mấy anh dài thương xót giúp giùm. Và trước tiên em rất mong muốn được đi làm, nhưng mà em không có được cơ hội giống như cô bác có người quen người thân hay có cơ sở gì đó giúp cho em công việc làm, tiền bạc em không cần thiết. Em chỉ mong rằng em được đi làm, em có chỗ ngủ, có cơ ăn thôi, là em đòi ơn quý Thường Quân với mình cô bác làm ơn gắng giúp giùm. Em không thể đi xin gì hoài làm xấu hổ người Việt Nam quá đi, cho em xin lỗi. Yeah.
Em hôm nay em cũng không có gì hơn là em đến thăm cho anh Đức thôi, thì em chỉ cầu mong cho anh Đức có cái có được mạnh thường quân, hay là một số anh chị em biết được cái video của em thì sẽ đến đây để giúp đỡ cho anh Đức. Dạ, em rất là cảm ơn anh Đức đã chia sẻ một cái đoạn video nho nhỏ, thì em chỉ cầu mong cho anh Đức được có sức khỏe để sống qua ngày nha anh Đức. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Mấy lời tâm sự cứ nói được. Em xin cuối lời em cũng xin kính chúc gia đình của quý mạnh thường quân và quý khán giả đại được dạng sự thành công và an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài, và cầu xin quý khán giả nhớ mong rằng tạo động một điều kiện cho em đi làm giống như em té lên rồi cho em đỡ em đứng dậy, cho em có cuộc sống lành lặn hơn, nó lành mạnh hơn, và thưa đỡ hơn quý khán giả nhiều lắm. Dạ, cảm ơn. Nói tiếp đi anh. Dạ. Thì trước đây thì em cũng xin chuyển lời lại với anh. Anh nói rằng cho em gửi lời thăm quý cô bác quân, quý khán giả khán đài. Khi có công an việc làm nhớ chờ chuyển qua và giúp giùm anh. Anh gấp cho em đang cần gấp lắm. Chứ em đi xin về em thấy em bấp bênh quá. Bữa đói bữa no, có khi rồi bị cảnh sát phạt, rồi có khi bị đuổi tới đuổi lui, vì chỗ ở thì không cố định. Em mong rằng quý phụ quân giúp cho em công việc làm, là để cho em có chỗ em ngủ, có cơm em ăn, có cuộc sống nó lành mạnh hơn, và thưa đỡ hơn nhiều lắm. Dạ, một lần nữa em rất là cảm ơn anh Đức đã có cái sự chia sẻ về cuộc sống khó khăn của anh Đức, thì em rất là cảm ơn anh Đức. Xin chúc sức khỏe anh Đức rất là nhiều. Dạ, dạ, thì quý Mạnh Thường Quân ơi, em xin cuối lời em xin tạm biệt, chào tổng chào quý Mạnh Quân nha. Dạ, thưa cảm ơn làm phước dám nhớ giúp giùm em. Dạ. Em mong đợi sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân và quý cô bác nhiều lắm. Dạ, làm ơn dẫu sao đi nữa cũng là tình đồng hương. Dạ, quý bà con cô bác cũng xây chính mặt hồ đồ, cũng mong không mong làm phước giúp cho mọi người. Em biết lỗi của em gây ra chứ không có ai hết, nhưng nay em té em đau lắm rồi, nhờ quý vị đỡ cho em đứng dậy, em té em đi cho nó vững vàng trong cuộc sống của anh. Đó cô bác anh chị, đây là một cái lời chia sẻ, là lời ăn năn hối hận của anh Đức. Thì anh nói là lúc trẻ thì anh hơi bồng bột, thì bây giờ anh ra cái nông nổi như thế, thì anh nói là anh có cái lòng muốn trở lại cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu người khác, thì rất là cảm ơn anh Đức đã có cái lòng mà muốn kêu là trở về em, cái người lại bình thường em, và cuộc sống bình thường và hồi đầu lại cuộc sống lại trở lại bình thường, nhưng chẳng qua thì em không có được cơ hội. Nếu như quý Mạnh Thường Quân với quý cô bác có được cơ hội, làm ơn làm phước giúp giùm cho em, cứ nghe chị nhắn qua cho ảnh rồi ảnh đem địa chỉ đến, rồi em sẽ lên với cô bác. Dạ, cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Dạ, bye bye anh Đức. Dạ. Dạ. Dạ.